Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề hàng bãi cho anh em để mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình. Thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Thì như thường lệ trước khi đi vào clip thì em Thắng sẽ xin nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, anh em là mình chuyển khoản, em bao ship, ship code thì mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em ha. Rồi, cái mã số đầu tiên trong clip này thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người đó là một cái bộ tiếp ha. Bộ tiếp này là bộ tiếp 3/8 cùng với kết hợp với là 1/4, bộ này là của Nhật cho anh em, tất cả chi tiết đều có chữ Japan đó. Về hình thức thì cũng còn khá là mới nha mọi người. Đầu tiên của mình á thì em Thắng sẽ giới thiệu cái bộ khẩu. Đầu tiên của mình là cái khẩu nhỏ nhất của mình á, lớn nhất của mình là khẩu 19 ly. Lớn nhất của mình là khẩu 20.6 chứ, 20.6 21 ly gì này. Thì cái con này là để anh em mình mở bori đồ này nọ ha. Cái này 3/8 nha anh em. Đó, cái đường kính khẩu của mình là 3/8 đường kính 9.5 nha. Đây, Japan nha anh em, đó, tất cả đều có chữ Japan hết ha. Đây. Chung là những cái bộ này là cái bộ gia đình bên Nhật thôi, nói chung là nó không có nổi tiếng bằng những cái bộ KTC hay là Lotter, Marvel hay là những cái bộ nội địa mà anh em mình quen thuộc ha. Bộ này thì cũng có Nhật nhưng mà nó không có nổi tiếng bằng. Rồi tiếp theo là những khẩu là 19 ly này. Đầu 3/8 hết nha, 3/8 này. 19 ly Japan này. Đóng kìm ha. 17. Đó. 14, 13. Này. 14 tới 12 chứ, cái này là bộ này nó không có 13 ly anh em. 12 này. Japan 11 này. Rồi 10 này. Đó. Rồi tiếp theo là 9 ha. Rồi bên này là những cái khẩu 1/4. 1/4 thì bắt đầu là từ 9 ly luôn nè. 8 này, 7 này. 6 này, 5 này. 4.5 và 4 ly ha. Cái này là một cái đầu chuyển. Một cái đầu chuyển là để anh em mình sử dụng cái cần tự động này. Mình sẽ sử dụng cho những cái đầu nhỏ này chứ mình gắn trực tiếp vô thì không được. Mình sẽ gắn trực tiếp vô được từ những khẩu bự lên trên nè ha. Một cái cây vít 1/4. Đây. Một cái vít 1/4 ha. Của Nhật anh em này, này Japan này thôi. Đó. Nó đóng trên thân nữa hết ha. Và một cái nối dài với một cái nối dài nhỏ. Đó, đây tất cả đều có Japan hết nha anh em. Thằng của Nhật nha. Một cái bộ khẩu của Nhật. Đó. Một cái cần tự động 3/8. Đó, một cái cần tự động 3/8 ha. Bộ này còn khá đẹp cho anh em mình sửa chữa trong gia đình đồ này nọ ha. Thì anh em mình thích cái bộ khẩu 3/8 kết hợp với 1/4 này. Đây, còn luôn phần bao trùm luôn. Chung bộ này nó còn khá đẹp nha anh em. Đó, anh em mình mua về mình sử dụng trong gia đình. Ok, ở những cái chi tiết. Đấy. Còn mình hay dùng đồ này nọ thì mình chốt những cái bộ nó xịn hơn. Ví dụ như của hãng KTC hay Tone đó thì nó xịn hơn nha. Bộ này thì nó không xịn bằng. Rồi thì anh em là thích cái bộ 3/8 này. Mọi người mình chốt giúp em nha. Mã số của mình là E1 giúp em. Đây. E1 bộ này giá 500 nha, 500.000. Đây, E1 giá 500. Theo E2 thì bộ này xịn hơn này đó. Anh em mình thích bộ nó ngon hơn thì mình chốt bộ này. Bộ này thì của Marvel ha. Marvel là cái tên hãng thôi, còn những cái chi tiết trong này thì do những cái công ty hãng khác nó gia công cho ha. Rồi, đầu tiên của mình là bộ này là bộ 1/2 nha, bộ bự. 1/2 nha anh em, bộ bự ha. Đây, của Marvel này, có hộp của Marvel này anh em không? Đó. Hai khóa hai bên. Đó. Hộp này thì nó khá là bự rồi. Nó sẽ gồm có những khẩu như sau. Đầu tiên của mình là một khẩu 26 ly ha. Này, 26 ly này giao dịch nội địa này anh em. Đó, giao dịch nội địa Nhật cổ này. Đầu cũng rất đẹp ha. Bên trong thì nói chung là nó có sét nhẹ do người ta để bãi lâu ngày thôi ha. 26 này. Eplus Japan này, 23 này. Đó, giao dịch nội địa Nhật này. Rồi 21 này. Đó, 21. 19 này. Đó. 17. 16. 15. 14. Cái bộ khẩu này là của Eplus hết luôn nha anh em. 13. Có giao dịch nội địa đầy đủ hết, này em tra giàu hết rồi. 12. 11.
Eplus 10 ly và nhỏ nhất của mình là 9 ly nha. Đó, nhỏ nhất của mình là 9 ly. Đó. Rồi một cái càng trượt 1/2 luôn ha. Đó, em tra dầu đó hết rồi. Một cây nối dài và một cái càng tự động. Cái càng tự động này của Mitoloy nha. Đây. Thép alloy steel Japan ha, của thương hiệu hãng Mitoloy này, do xích nội địa Nhật này. Bộ này là bộ 1/2 nha anh em. Đó, bộ 1/2. Thì anh em nào thích cái bộ khẩu 1/2 này ha. Đó, còn khá là ok nha anh em. Anh em mình sử dụng trong gia đình rất là ngon. Bộ này thì nó sẽ cao tiền hơn nhiều so với cái bộ kia ha. Bộ này mã số của mình là E2 nha anh em. Đó, E2 bộ này giá 900 nha. Đó. E2 bộ khẩu này giá 900.000. Tiếp theo E3. E3 thì em có một cái con mỏ lết cho nên mình sưu tầm nha. Cái này rất là hiếm luôn. Đi bãi rồi lâu lắm mới có nha anh em. Một con khua super cắn bằng hợp kim nhôm, ren nguyễn, còn đẹp ha. À, AB900 nha anh em. Nó dài là 900, cũng nó gần 1 mét á. Thép alloy steel này còn rất là đẹp cho nên sưu tầm. Đó. Thì cái này hôm nay em dặn giá sau luôn. Hôm nay em bán giá vốn cho anh em luôn ha. Hôm trước em để 2.3 triệu, nói chung là cũng có đồ hai anh trả giá nhưng mà không có bán. Hôm nay thì em sẽ giảm cái giá cuối cùng luôn. Đây Japan nè. Ha, dập nổi nha anh em. Dập nổi con này nó khá là nặng nha. Nặng 6 ký mấy anh em. Đó. Thép alloy steel nè. Super này ha. Japan đầy đủ nha anh em. Đó, mua ngàm ren của mình là ren nguyễn thế này nha. Đó, con này cái mỡ rất là bự nha. Bằng thân hợp kim nhôm. Đây. Hoạt động một trơn tru rồi, nói chung anh em yên tâm về mua về mình xài bằng sưu tầm. Đây cán bằng nhôm nha anh em, cán bằng nhôm mình rất là nặng nha. Nó dài gần 1 mét nào mà ha, xa 900 mm. Nó nước da nước dẻ nó còn đẹp nè. Làm quay bên này cho anh em mình xem kỹ luôn ha. Để phù hợp với mình để mình có thể mình mua về mình sưu tầm. Đó. Like alloy. Đó anh em thấy không? Nước. Cái phần ngoại hình còn rất đẹp nha, cái phần màu nhôm của mình cũng còn đẹp nữa. Đó. Còn ngàm thì đẹp rồi, quả nó ra, ren cổ rồi còn nguyên vẹn. Đó, ren của mình ren nguyễn đó ha. Đó. Còn rất là đẹp. Size 900 nha. Đó anh em mình có điều kiện mình mua về mình xài. Và là mình sưu tầm rất đẹp con này nha anh em, rất là hiếm. Rồi. À, con size 900 mm này mã số của mình là E3 nha. E3 con này em để giá 2 triệu ha. Rồi. E3 2 triệu. Nặng 5 ký mấy anh em. Nó nặng 5 ký rưỡi á. Tầm khoảng là 5 ký rưỡi 6 ký nha anh em, rất là nặng. Rồi, mình qua con khác thì mình đồng qua những con nhỏ nhỏ hơn nè. Đây. Một con của thương hiệu Hăng Hít ha, cũng cán nhôm luôn nha anh em, aluminum alloy này. Những con cán nhôm này thì anh em mình xài rất là sướng nha. Japan này. 18 inch. 18 inch ha, size 450 đó anh em. Đó, cái này cũng con này cũng còn đẹp nè anh em. Anh em mình có thể mình sưu tầm. Đó. Thì size 450 nha. Ren cổ đó anh em mình thấy còn rất là đẹp. Đó, của chú bác mình có thể mình mua về mình sưu tầm được ha. Rồi con này thì cái độ mở ngàm của mình á. Nó mở được là 85 ly nha. 85 ly của thương hiệu Hít Japan nè. Còn rất là đẹp luôn. Đó. Con này mã số của mình 24 nha. E4 này giá 420. À, 420.000 nha anh em, mã số là E4. E5. Một con của Hít nữa, con này thì cái miệng thiết kế kiểu giống như thế này ha. Đây, mình xoay xuống đây ha. Đó, thiết kế kiểu giống như thế này. Thì con này cái độ mở ngàm của mình là được 65 ly nha. Con này độ mở ngàm của mình được 65 ly, size của mình là 300 mm nè. Hít ha, của hãng Hít, thép alloy luôn. Japan, đó, rất là đẹp. Đây. Ren cổ đồ còn ngon lành ha. Rồi anh em thích cái coi mỏ lết của Hít này size 300 ha, mọi người mình chốt giúp em. Mã số con này là E4 ha. E5 chứ, con này là E5, giá 250. 250.000 nha. Đó, hãng Hít. Khá là ngon ha. E5 250. E6. Con size nhỏ của Lotter ha. Đây là con size nhỏ của Lotter, size 200 mm. Này hot Lotter dụng tôm hùm.
Đó, nước dai nước dẻ nè anh em. Spen. Đây, lò xo phần nước xi tráng nó còn ngon nè. Size 200 ha, của ông Lotte. Con này thì cái môi ngàm của mình nó mở được là 38 ly nha. Mở được tầm 38 ly dài trung tầm khoảng găng tay 20 sen ha. Rồi con này E6 giúp em nha. E6 giá 140. Lotte này ha, E6 140.000. E7. Một cây sò cài bự anh em. Một cây sò cài size của mình là size 600mm của hãng Mickey ha. Đây 600mm của Mickey. Con này nó dài được là 60 sen nha anh em. Nó dài được 6 tấc á. Đây để anh em mình bãi đinh rồi nè. Rất là dài và con này nó còn mới đẹp nha. Để mình mua về mình sử dụng trong gia đình. Con này nó nặng là 1,6 kg nha anh em. Nó nặng 1,6 kg. Rất là dài nặng ha. Để anh em mình sử dụng mình bãi đinh đồ này nọ ha. Rồi E7. E7 con này em để giá 200 nha. Đây E7 giá 200. Tiếp theo E8. E8 thì em có một cái búa nha. Cái búa gõ xi hàng của thương hiệu OH. Đây đầu nhọn đấy nên mình gõ xỉ. Loại này là 1/2 ha, đầu đóng. Cán của mình là cán dài nha. Cán dài đây nên mình gõ rồi ha. Thì cái búa OH này nó nặng được là 300g nha, nặng 3 lạng. Nó dài được là 40 sen nè. Rồi mã số cho cái búa này của mình là E8 ha. Mã số là E8. 100.000. E9. Đây cái này đẹp hơn nè, nó cái này đẹp hơn và nó nặng hơn một tí. Con này thì nó nặng được là 3 lạng nha. 3 lạng, cái này nó còn đẹp còn mới. Đó anh em mình thích thằng đẹp mới thì chốt con này. Đó. Đây, hãng OH này còn tem luôn nè anh em. Đó. Đây, đầu búa nó còn rất là đẹp nha. OH này đầu nhọn đúng vậy. Chung cái này nó còn khá là mới. Đó anh em thấy không? Con búa đồng rất là mới ha. Rồi cái búa của OH này nó dài tổng thể được là 41 cm nha. Dài tổng thể được là 41 cm. Con này mã số của mình là E9. Ha. E9 giá 140 nha anh em. Đó, E9 con búa này nó còn đẹp nha, nên mình siêu tầm luôn được. E9 140. E10 thì một cái búa hai đầu nhựa. Chúng người ta nó có xài rồi. Đó. Đây. Nhưng mà cái này anh em mình xài cũng khá là ngon nha. Đây chữ còn đầy đủ này của Vercel nha anh em. Loại này cũng 1/2 luôn, búa hai đầu nhựa. Thì cái búa của Vercel này nó nặng được là 220 g nha anh em. Nặng được là 220 g. Chiều dài 28 cm. Đường kính đầu đóng búa 25 ly. Rồi, anh em nào thích cây búa này. Đây em quay cận cảnh cho anh em mình xem nè. Mọi người cho giúp em mã số là E10 ha. Ha. E10 con này giá 100. E10 100.000 ha. Tiếp theo. E11. Một cây cưa nha anh em, một cây cưa của thương hiệu hãng Kihakokoro ha. Kihakokoro của Nhật nha anh em, made in Japan này, dập nổi trên cái phần vỏ nhựa này. Cái cưa này thì nó chưa xài. Đây, bên trong nó có made in Japan này anh em. Đó. Lâu lâu nó có vài cái vết đấm đang đang này, do mình để bãi lâu ngày thôi nha anh em, chứ rang cỏ rồi con này nó còn mới nha, hẳn như là chưa có xài. Đó, một cái cưa Nhật chưa có xài nha. Vì anh em mình cưa cay ha. Đó. Này thì lưỡi cũng mỏng chứ không có dài nha anh em, lưỡi nó cũng mỏng thôi chứ không có dài. Rồi con này thì lưỡi dài 21 cm nha anh em. Con này lưỡi nó dài 210 mm này, 21 cm, phần nội địa Nhật. Mới tinh. Cái này mã số của mình là E10 nha, 150.000. E10 150. E11. Một cây cưa của thằng Somat. Này khung cưa đến đây mình cưa sát cưa đây gỗ mình cưa. Đây, khung cưa sát ha. Đây mình cầm thế mình cưa ha. Đó, mình cưa sát cưa ống đồ đó. Đó, lưỡi này lưỡi sát các bạn, anh em mình có thể mình cưa gì nữa mình cưa. Của Somat nha anh em. Cái cưa của Somat. Đó.
Đây, hình thức chung là nó cũng không có mới lắm, nhưng mà anh em mình thấy ngoại hình còn được ha, chứ còn cái bãi nhiều cây nó cũ lắm anh em. Rồi, anh em thích cây cưa Somax này, mã số của mình là E17 giúp em nha. E17 giá 160.000. E11 cái sorry mọi người, E11 ha. 160. E12. Một cây cưa lá hạ anh em. Đây của thương hiệu MT vậy nè, 100 này ha. Đó, lưỡi của mình là dài 21 cm. Đó, lưỡi của mình là dài 21 cm ha, thằng bãi Nhật rất đẹp. Đây, rang cỏ đâu chưa có xài nha. Rang non đang nào luôn. Đó, đầu mũi đồ ngon lành hết ha. Đó, một cái cưa lá hẹ chưa xài. Lưỡi dài 2 tấc 1 ha. Rồi cái này còn mới đẹp nha anh em, E12 giúp em. E12 ha, 100.000. E13 thì một cái cưa lá hẹ khác. Loại này lưỡi nó ngắn hơn. Con nào thì cắn của mình là ta cầm bằng nhựa bằng cao su ha, Made in Japan này. Maidu. Lưỡi nó còn rất là bán nha. Lưỡi dài 12 sen. Đó. Rồi anh em thích cây cưa lưỡi dài 12 sen này mọi người cho giúp em E13 ha. E13 giá 80. Rồi tiếp theo E14. E14 em có một cây cửa lê mới tinh chưa xài luôn ha, gần như là chưa xài luôn, của thương hiệu hãng Sunkey nha. Cái này size bự nha anh em. Size của mình là size 30 thì con này nó mở ốc được từ 18 cho tới là 40 mm ha, từ 18 cho tới là 40. Ốc rất là bự ha. Nó dài 30 cm anh em. Đó. Anh em có thể sưu tầm được ha. Mới tinh là những cây cửa lê thao tác mở ốc nhanh với lại đa năng này của Nhật á, nó giá rất là mát nha. Đây. Đang cỏ đồ cũng mới toàn à. Và ngậm rất là chặt nha anh em, đó, ngậm rất là chắc luôn. Đó, dài 30 sen size bự nha. Rồi con này mã số là E14 giúp em nha. E14 giá 280. Mới tinh chưa xài nha. E14 280. E15. Một cây khóa super. Con này số 22 và 24 nha anh em. Japan này, 22 và 24 này, do xích nội địa này. Đó, rang cỏ đồn trắng non rồi nha anh em. Đó, không. Con này thì còn khá là mới đó ha, mới toang luôn đó, chưa xài. Rồi thì anh em thích cái con 22-24 này mọi người cho giúp em mã số là E15 nha, giá 140. 22-24 ha. E15 140 này. E16 một con của thương hiệu Superhand, con này 19 ly đầu miệng mới nhanh đó. Japan này 19 ly ha, đầu miệng mới nhanh đó. Thì con Superhand này nó dài được 24 sen nha, dài được 24 sen. E16 E16 ha, 130. E16 ha, 130. 17 cây khóa KTC 19 ly. Đó, 19 ly ha, còn rất là đẹp nha anh em. Đây, nước da đồ rất là đẹp. Đó, nên thấy không? Nước xi đồ con này còn khá là mới, anh em mình có thể sưu tầm cho đủ bộ nha anh em. Đó, trông là còn đẹp nè. Thì anh em mà thích cái con 19 ly này, nó có tổng chiều dài được là 24 sen luôn. Mọi người cho giúp em mã số là E17 140 nha. Con này còn đẹp nè. Con này còn đẹp nè, giá 140 nha. Rồi, E18 thì cũng vậy. Này thì nó hơi cũ hơn một tí nhưng mà còn đẹp hơn nha. Đó, mưa ngầm là anh em xem nè. Đó, còn khá là ngon nha. KTC thép alloy này 19 ly luôn. Đó. Rồi anh em thích cái con 19 ly này thì mọi người cho giúp em E18 nha. Con này giá 120. E18 120. E19. E19 một cây khóa của Hozan nha. Số của mình là 12 và 17. Của Hozan nha anh em, 12 và 17 này. Con cà lê ha. Cho anh em mình làm điện lạnh nè, 12 và 17 ha. Rồi anh em thích cái con cờ lê này mọi người cho giúp em mã số là E19 ha, 150.000. Đó. E19 ha, 150. 12 và 17. E20. Con cờ lê này anh em mở ống dầu gì đó. Của thương hiệu KTC nha. Đầu bên này là đầu 10 ly nè. Và đầu bên này là 7/16. Còn đẹp ha. Con này thì nó dài được là 17 sen ha.
E20 80.000. E20 ha, 80. E21. Một cái bộ khóa Mỹ của Broto. Một bộ khóa Mỹ của Broto nha. Đó, thì nó gồm có 4 con nha anh em, hệ số in nha. Hệ số in chứ còn con này mà hệ số mét thì nó giá rất là cao luôn á. Broto của Mỹ nha anh em, Broto của USA. Đây. Nè. Broto của USA ha. Rồi con nhỏ nhất của mình là 3/8 nha. Đó. Này một đầu miệng như thế này ha. Và một đầu vòng như thế này. Rồi con này là 3/8 nè, 7/16 nè, 5/8 và 3/4. Đó, 4 cây của Broto của Mỹ luôn nha. Đó, 4 chiếc. Đó, thì anh em nào thích 4 chiếc khóa của Mỹ này mọi người chơi giúp em mã số là E21 nha. Rồi, 4 cây khóa hệ số in nha anh em. 4 cái này em để giá 300. Đó, tính ra có tầm khoảng 70-80.000 một chiếc của Mỹ nha anh em. E21 300.000. E22. E22 thì em có một cái khóa của thằng Tone nha anh em. Một cái khóa của thằng Tone của nội địa Nhật luôn nha, Japan nè. Và này là cái dao zit nội địa Nhật nè. Số của mình là số 19 và số 21 nha. Đó. Số 19 và số 21. Đó, đầu đồ ngầm nó còn đẹp. Đó, nên mình có thể mình mua về mình xài rất là ngon nha. Tone thì cũng hàng nội địa Nhật cũng rất là quen thuộc. Thì cái con khóa 19 21 Tone này nó dài được là 30 cm nha. 30 cm. Rồi E22 ha. E22 100.000. E22 100. 23. Một cây con khóa 21 ly. Cây này con clay 21 ly nha anh em. Clay lực của thương hiệu Toshiba nha. Thương hiệu Toshiba. Đó. Đây này cái lực nó để chịu vạn nhìn nè, của E đó ha. Rồi đầu miệng nó cũng còn ok nha, nó có tróc xi thôi chứ còn thẳng thốm hết nha anh em. Đó, 21 ly. À, của thương hiệu Toshiba. Rồi anh em thích cái con clay lực 21 ly này. Lực của mình là 160 gì đó anh em. Đó. Mọi người chốt giúp em con này E23 nha, 100.000. Clay lực 21 ha, E23 100. 24 thì em có một cây vít cho anh em. Cái vít lùng. À, nhưng mà được rất là nhiều đầu nha. Đó, đầu này là đầu đây nè. Mình cứ xoay và mình sẽ xem. Thí dụ như con này là đầu dương 3 với là đầu tử 6 nè. Đó, mình sẽ xoay lại ha. Đó, mình sẽ lấy đầu mũi ra. Đây. Đó, để lên anh em. Đó, đây. Một đầu là dương 3 này và một đầu là tử 6 nè. Đó. Rồi tương tự, đầu bên này nè, tử dương 1, BH1 ha và đầu tử 4. Đầu này thì nó sẽ có thêm những cái đầu lục giác anh em. Đây ví dụ như đây là lục giác 6 này với đầu vít dương BH3. Đây, đầu lục giác 6 này và đầu vít dương BH3 này. Con này là anh em mình vừa mới vít được và vừa lục giác được ha. Đây, lục giác 5 đầu BH2, lục giác 4 đầu BH1. Đó. Ha. Nó mới được ba cái đầu lục giác nha anh em. BH1 đầu lục giác 4, lục giác 5 và lục giác 6. Cùng với đó là những vít dương BH1, BH2, BH3 ha. Và cái này thì nó thiết kế kiểu đảo chiều lát này ha. Đây, con này nó rất là hay luôn. Đó, rất là nhiều đầu ha. Anh em mình sẽ xoay một nước quanh như thế này đi để cho nó không có rơi cái mũi vít ra ha. Đó, thì con này nó để là BAT thôi, nói chung là một cái công nghệ của nước nào đó. Nói chung là hàng bãi Nhật nha anh em, còn khá là đẹp. Thì con này em để giá 130 nha, rất là nhiều đầu mũi luôn nha anh em. 130.000. E24 cái vít lùng lát tự động. Rất nhiều đầu mũi ha. E24 130. E25. Một cái khóa của thằng Ý nha, Beta nha. Con này là mở đầu lục giác 6 này. Của Beta 951 ha, của Italy nha anh em. Này cũng khá là xịn. Đó, đầu lục giác 6 của Ý ha. Đây thiết kế tay cầm của mình như thế này ha. Đó, nên mình mua về mình sưu tầm hàng của Ý. Thì cái con Beta của Ý này nó dài được là 22 cm nha. Dài được 22 cm, cánh tay đòn của mình nó được là 13 cm. Rồi cây lục giác 6 của Ý này giá 150.000 nha. 150.000. E25. E25 150. 26. Một cây khóa mũi ốc đa năng ha. Này Japan nè. Đó, nói chung là nó cũng có tróc xi vậy thôi chứ còn xài rất là ngon nha anh em. Này. Của hãng Daichi ha. Size 250 là dài 25 cm. Đây mình có thể mình mở được nhiều ốc ha. Đó, mình cứ xài ra nó sẽ bự ra. Nên là cái này nó cũng kẹp được rất nhiều ốc và nó kẹp được chắc là từ 15 cho tới là 30 ly ha, từ 15 cho tới 30. Rồi con này mã số là E26 giúp em nha, 100 170 ha.
E26 170.000. E27 một cây khóa 10 ly của thương hiệu Broad ha. Broad là thương hiệu này giống như là Đài Loan xuất Nhật, nhưng mà nó còn khá là đẹp ha, và bánh cóc đồ nó còn nghe rất là đã ha. Đây bánh cóc đồ hoạt động ngon lành đó. Đây, nó có chữ gì nè, 10 ly nha anh em, 10 ly ốc nhỏ. Thì anh em thích cây khóa 10 ly này, mọi người cho giúp em số là E27 ha, này 80.000 đó. Có bánh cóc luôn nha, bằng này chắc của Đài Loan nó xuất Nhật. E27 giá 80. E28 E28 thêm có một cây khóa trồng của KTC nha. Cây này mới ốc 80 luôn nha anh em. Bên này là đầu ốc 8 ly, bên này là đầu ốc 10 ly. Thương hiệu KTC này ha. Bánh cóc hoạt động nồi chạy rất là ngon. Rồi anh em thích cây khóa trồng 80 này, mọi người cho giúp em E28 nha. E28 giá 80. 29. 29 thì một con cà lê đuôi chuột. Con này số 17 và số 19 nha anh em. Số 17, 19 của thằng hiệu Super này. 17, 19 còn khá là đẹp. Đây. Ha, còn khá là mới nha anh em này, anh em sưu tầm cũng được. Còn đẹp không có bị cắn cá gì hết. 17, 19 ha. Bánh cắp kiểu rất là nhuyễn. Đỏ chiều đó. Rất là ngon ha. Rồi con cà lê đuôi chuột này nó dài được 20 cm nha anh em. Dài được 20 cm. E29 ha, 180. Còn đẹp cho anh em sưu tầm đúng ha. E29 180.000. 30. 30 thì một cây cà lê đuôi chuột 14 17. 13 17 chứ. 17 này và 13 này, thương hiệu Supertun nha. Made in Japan. Đó. 13 17 của Supertun. Đầu ren cỏ nó cũng ok hết nha. Anh em mình xài rất là ngon. Đó, đỏ chiều. Rạc hết ra. Rồi cái đuôi chuột 13 17 này à. E31 nha. E30 chứ. Con này là E30. Giá 160. E31 là cây 14 15 nha anh em. Đây có số rất hay ha. Ở anh em mình có thể mình kết hợp mình mua hai cây này là số 13 này, 14 15 17. Con kia là 17 19 nữa là ba con là dùng được 5 số ha. Đó, 14 15 này. Ha, số rất là hay luôn. Japan này của thương hiệu Super luôn nha. Đó, ta cầm con này thì nó có cái phần cao su như thế này ha. Cầm êm tay. Đó, thì cái đầu 15 ống dài, đầu 14 thì ống nó ngắn một tí. Đó chiều. Đó, một cây đuôi chuột 14 15 ha, rang cỏ đã có qua xài nhưng mà cũng còn dùng rất là ngon. Rồi cây 14 15 này thì em để giá 160 luôn nha. Số này lâu lâu mới có nha anh em. Đuôi chuột số 15 kiếm rất là hiếm luôn. 14 15 ha, con này 160.000. Mã số là E31. E31 160. 32. Một cái kìm ép cốt ha của thương hiệu Izumi, con này còn đẹp nha. Cốt của mình là 1.25, 2, 5.5 và 8. Đây thương hiệu Izumi nha, con này nước si đồ. Ngoại hình còn khá là đẹp nha anh em. Vỏ đồ lành lặn này, không có bị rách không cắn gì hết. Dấu xích nội địa Izumi. Đây. Đó, môi ngầm nó cầm cứng cáp này, không bị rơ lét gì hết ha. Đó, rang bên trong như thế này ha. 1.25, 2, 5.5 và 8. Rồi cái kìm ép cốt của Izumi này nó dài được là 27 cm nha. Dài 27 cm, mã số là E32 nha. E32 con này giá 230. Ha, còn đẹp nha anh em. 230.000. E32. E33. Cây dũa gỗ nha anh em. Cây dũa gỗ của thằng Shinto này. Đó, một cây dũa gỗ của hãng Shinto. Đây văn dũa. Bên này là ren nhuyễn nha. Bên này là ren thượng. Hai bên ren nhuyễn hết nha anh em. Hai bên mặt ren nhuyễn hết, anh em mình dũa tinh ha. Ren cỏ nó còn ngon lành. Rửa bò nhâm sồ nha. Rửa bò nhâm sồ. Rồi anh em thích cây dũa gỗ của Shinto này, mọi người cho giúp em mã số là E33 nha. Con này nó dài được 35 cm. E33 giá 150.000. E33 ha, 150. Tiếp theo mã số E34. Một cây cuộn chỉ hàng anh em. Của thương hiệu hãng Tokyo này, Kanda này ha. Đó, cuộn này thì nó nặng
tổng trọng lượng là 120g nha, tính luôn cái rulo ha, tính luôn rulo 120g. Con này thì sợi chì của mình là 1 ly 6, đo lại coi. Đúng rồi, sợi chì của mình là hơn 1 ly 6 luôn anh em. Sợi chì của mình là 1 ly 6 ly 8 gì đó nha, 1 ly 8. Đó, cũng còn khá là nhiều chì để nên mình dùng ha. Rồi cuộn này 120g ha, cuộn này giá 110.000. E34 nha, E34 110. E35 là một cái mẫu hàng 80W ha, là đã có sử dụng rồi, của hãng Haco nha anh em. Đây, của hãng Haco này, sản xuất tại Osaka, Japan này. Con này là công suất của mình 80W ha. Đây, cũng bự, cán của mình là nó bằng nhựa, trong nhựa với gỗ nha, cầm khá là êm, Haco ha. Và con này thì điện, anh em mình lưu ý giúp em nha, con này là dùng điện 110 nha anh em. Anh em mình điện nhà của mình là 220 thì anh em mình sẽ dùng qua cái biến thế rồi ha. Đó, đây đầu mũi đã có xài. Đó, anh em mình thấy nó dính cái chì hàng ở trên đó ha. Và cái con mỏ hàng của Haco ha, đã có qua sử dụng. Rồi thì anh em là thích cái con mỏ hàng 80W này của Haco ha. Mọi người mình chốt giúp em mã số là E35 nha. E35 con này giá 160. E35 ha, 160.000. Tiếp theo E36. E36 thì em có mấy cái đục này. Đầu tiên mấy cái đục 9 ly này ha. Đây. Đó, anh em mình mua về mình đục đẽo rồi răng nhà. Đây này có mọc chữ này anh em. Đó. Rồi, con này E36 giúp em nha, 70.000. Đó. E36 70.000 nha anh em. Đó, dài 22 cm bắn đục 9 ly. E36 70. E37. Cái này cũng vậy nha. Đó. Bản đục 9 ly này dài 22 cm. Dài 22 cm luôn ha. Rồi E37. 70.000 luôn. E37 ha. 70. E38. Đó. 9 ly luôn nha anh em. Đây dài 22 cm ha. Đồng giá 70.000 hết nha anh em. E38 70. Tiếp theo E39. Con này cũng vậy nha. Con này thì nó có bao da nha anh em. Này nó có bao da. Bắn được 9 ly luôn nha anh em. Đó, có bao da ha, dài 22 cm luôn. Con này E39 ha. E39 con này giá 80. E39 80.000. Tiếp theo E40. Con này một phân 8 nha anh em, 18 ly nè. Đó, mọc chữ được, còn ngon lành nè. Đó, của Kakum nè. Luôn có mọc chữ ha. Còn đẹp. Bản đục của mình là bản đục 18 ly ha. Bản đục 18 ly. À. Dài 22 cm nha. Dài 22 cm. Rồi E40 ha. E40 100.000. E41. E41 em có một cây vòi xịt hơi nha. Hàng bãi, con này cũng còn khá là đẹp. Đó. Đây. Vòi xịt hơi ha. Đây, nó có cái chữ thương hiệu gì nè anh em. Đó. Hàng bãi ha, hàng bãi. Còn khá là đẹp nha anh em. Vòi xịt hơi ha, cái này anh em mình kết nối vào sợi dây hai này. Đó. Rất là ngon, này để treo lên. Bằng nhôm nha anh em, cầm khá là nhẹ nhàng, như là bằng nhôm á. Rồi anh em thích cái vòi này, mọi người chốt giúp em mã số là E41 ha. Vòi xịt hơi này giá 120 nha anh em. Đây, E41 120. E42. E42 thì có một cái con dao. Dao này lõa ốp rất là bén nha anh em. Đây nè, bên trong này anh em thấy nó có lõa ra nè. Đây. Rất là bén nha. Đó. Lưỡi. Đó, lưỡi nó có râm 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 nó này, vèo thì mình mài lướt thêm một ham mình để xài cũng được, ngon lành. Một dao của Nhật nha. Này thì bản lưỡi của mình là 16 ly, phần này là tầm khoảng là 48.
chiều dài tổng thể là được 28 sen ha. À, con này được 2 ly nha, độ dài được 2 ly. E42 108. Đây, E42 ha, 108. 43. 43 thì một cây cần tự động. Mới tin nè. Con này có thương hiệu Super nha, Super Japan 3/8. Super Japan này 3/8. Hoạt động của con lành ha. Rồi nó dài được là 17 sen ha, 3/8 đường kính 9.5. E43 ha, này mới tin nè, 108. E43 ha, 180.000. E44. Cây nó dài nha anh em, cây nó dài của thương hiệu Seki ha. SEK này, bên này nó có chữ Pro Auto gì nữa này ha. Đó. Đầu 3/8 nha, đường kính 9.5. Dài 25 sen ha. Dài 25 sen. À, con này E44 ha, 100.000. E44 100. E45. E45 thì có một cây vít đóng nha. Một cây vít đóng của thương hiệu Vercel nha anh em, đầu BH3. Này có thương hiệu Vercel này, đầu BH3 ha. Đó, tàu đã có qua sử dụng rồi nè. Đó. Đã có qua sử dụng, đầu BH3 đầu bự nha anh em, thân 8 ly. Đầu BH3, đó, ngon lành. Con này nó dài được là 30 cm nha, dài được là 30 cm. E45 nha. E45 con này giá 100. E45 giá 100.000 ha. E46 con này là một cái thước ke ha, cái thước ke gốc thương hiệu Sinhua, hiệu chim cánh cụt. Đây thương hiệu Sinhua, hiệu chim cụt ha, văn thước rồi còn đẹp nha anh em, văn thước ke rồi còn đẹp này. Rồi anh em thích cây thước ke này mọi người mình chốt giúp em ha, con này E46, con này giá 120 ha. E46 120.000. E47 em có một cái con bộ đa năng này anh em mình đi phượt ha, xưa mà đi học thời sinh viên mà được có cái này rất là thích luôn anh em. À, nó đa năng mới dùng được rất là nhiều việc. À, ví dụ anh em mình đang uống này, một cái nĩa này, một cây muỗng này ha. À, tất cả đều là bằng thép không rỉ nha anh em, stainless steel ha. Rồi một cái con dao nè, nè stainless steel nè, không rỉ nha. Đó. Và bên này nó có một cái con đồ khơi nè, đồ khơi đồ ha, một cái bộ đa năng anh em mình dùng mình bỏ túi hoặc là mình bỏ cốp xe mình treo móc khóa cũng được nè ha. Đó, cái dụng cụ đa năng. Thì anh em thích cái bộ đa năng này mọi người cho giúp em nha, E47 nha anh em. E47 cái bộ đa năng này giá 130 ha, E47. E47 130.000. E48. E48 thì em có một cái bộ vít đóng nha. Một cái bộ vít đóng cái hãng gì là Impact River vậy nè anh em. Nó chụp nổi đường này ha. Đây. Nó sẽ có một cái đầu vít nha, cái đầu vít này là đầu vít dương mà BH2, BH3 vậy đó. Anh em mình về mình lấy ra mình xài. Đó. Đây là cái thân. Thì anh em mình có thể kết hợp mình sử dụng để mình đóng những cái khẩu 1/2 nha, đường kính 12.7 này. Con này là đầu chuyển ra để anh em mình sử dụng cái đầu mũi vít. Đây. Vít đóng là LR nó 2 chiều, anh em mình nhắn vô này, nó sẽ ấy ha, 2 chiều. Thì mình đóng vô đóng ra thì mình sẽ nhắn vô này, mình sẽ xoay từ cái chiều đó. Đó ví dụ mình xoay lại là mình sẽ đóng vô này, còn mình nhắn rồi mình trả lại các nó sẽ đóng ra ha. Còn đẹp nha anh em, còn khá là đẹp nha. Impact River No 2500 nha. Đó. Cây vít đóng. Rồi, có cái hộp luôn rất là đẹp nha, nó nguyên bộ nó như thế này ha, nó bị
đáng lẽ là nó có thêm hai ba đầu muối vít nữa, nhưng mà ở bãi thì nó bị lạc mất rồi, nó chỉ còn có một cái đầu muối vít như thế này thôi đó, nên mình về mình xài. Thì anh em thích cái bộ muối vít nóng này, mọi người cho giúp em mã số là E48 ha, E48 giá 380.000. Tiếp theo E49, E49 em có một cây vít lét ha, à, một cây vít lét đỏ chiều này đó, à, đó cho qua đảo lại này. Cái này của thương hiệu SK11 nha anh em, SK11 tun này đó. Tre móc khóa động được ha, mình có thể mình sử dụng để mình mở vít này, một đầu âm một đầu dương. À, thì cái vít này nó dài được là 10 cm ha. Cái vít này nó dài được là 10 cm. Rồi cái vít này mã số của mình là E44. E44 ha, cái vít này giá 80. À sorry mọi người ha, E49. E49 ha, 80.000. E50. E50 là một cây vít lắc ha. Một cái vít lắc của Anet nha anh em, Made in Japan này, nhỏ nhỏ thôi. LR là cái đảo chiều của mình ha, đảo qua đảo lại này ha. Cái này thì nó vẹn góc hẹp ha, đảo chiều này. Trong đầu vít này thì nó gắn cho mình là một cái đầu vít trừ, vít trừ nha anh em, đầu vít trừ thương hiệu Anet. Rồi con này nó dài được là 10 cm nha anh em, nó dài được 10 cm của thương hiệu hãng Anet này ha. Thì cái vít này nó vẹn góc hẹp, nhỏ nhắn xinh xắn ha, đảo chiều này đó. Đảo chiều và qua trang bị cho mình là một đầu mũi vít trừ nha, đầu mũi vít này là đầu mũi vít trừ từ 5 từ 6 gì đó ha. E50 ha, E50 cây vít vẹn góc hẹp này giá 90.000 ha. E50 90.000. Tiếp theo E51. E51 thì em có một cây cây kìm đa năng nha, của thương hiệu Marvel. Đó, cái này thì cắt này, ép cốt này, cắt đinh này, ép cốt tuốt dài này ha. Đó, của thương hiệu Marvel. Nô 500A ha. Nô 500A. Dài được 24 cm ha. Rồi cái kìm đa năng này E51. E51 chân 120 ha. Tiếp theo E52. E52 có một cái kìm của Hojan nha. Cái kìm của Hojan con này là B244 này. Made in Japan này ha. Đó. Made in Japan. Ren kìm nó còn đẹp này ha, còn mới nha anh em mình có thể sưu tầm nha. Con này thì nó mở ngàm được là 20, mở ngàm tầm khoảng là 35 ly nha, dài 20 cm. Con này E52 ha, 130. E52 ha, 130. E53, một cái bộ vít vẹn đồng hồ đồ này nọ anh em. Đó, đây logo này có 6 sản phẩm nha, 6 sản phẩm này chơi nhật nè anh em. Đó là hôm trước em đi về thì có diện siêu thùng thì cũng còn có 3-4 hộp là hết rồi. Hôm trước lại về được 12 hộp á thì cũng bán được 8-9 hộp rồi, còn 3-4 hộp thì ha. Thì đây này anh em mình sẽ thấy nó có hai là cái vít dương này, cái vít BH1, cái vít BH0. Bên này thì sẽ là -1.4, -1.8, -2.4 và -3 chấm. Đó, vít anh em mình bạn sửa chữa những chi tiết nhỏ ha, 6 cây. Rồi anh em thích cái bộ vít 6 cây này ha, thì em còn có 1-2 hộp, và hôm nay em giảm giá sâu luôn cho anh em, giảm giá vốn cho anh em luôn ha, 120.000 một hộp. Tính ra có 20.000 cây à, nhưng mà nhiều khi là mình cần mình kiếm mình mua không có nha. Đó. E53 120.000 một bộ. E53 ha. 54. 54 thì em có một cái bộ cưa. Cái bộ cưa này thì nó đến từ thương hiệu là hãng Biscuit nha. Thương hiệu hãng Biscuit Japan này. Hai Biscuit
Japan. Đó, thì cái răng cưa nó phóng to là như thế này, anh em sẽ tái sinh cảnh như thế này nha. Đó. Đây. Răng nè. Đó. Lưỡi nè. Một lưỡi xe cua nha anh em. À, anh em mình thấy mình có thể mình cưa trong những góc ngạnh như này. Đó, cưa lỏng ha. Đó. Cưa lỏng mình cưa những chi tiết tạo hình gì đó ha. Bộ này là của Nhật nha anh em, made in Japan nè. Đó, của Nhật. Bắt Isabel, răng cưa thì sẽ như thế này, nó sáng sáng như thế ha. Rồi về cái hình thức là như thế, còn về cái phần mà anh em mình có thể mình đưa răng gấp con này nọ thì nó tầm khoảng là 12-12.5 như này ha, lưỡi cũng vậy, 12-12.5 gì đó. Thì bộ này E54 giúp em nha, bộ này 180 nha anh em, 180.000, E54, E55. E55 thì em có một cái con ngòm OLED HI36 của Top ha. Đó, con này thì mở được cái up 36 ly anh em. Của Top thì dùng rất là ngon, made in Japan này. Mở từ 8 ly cho tới là 36 ly. Đó. Đây, mở từ 8 ly cho tới 36 ly ha. Con này thì xài rất là sướng nha, nước xi cũng còn ok nha anh em. Đẹp. Rồi cái này em dài là 25 cm nha. E55. E55 ha, con này 108. Tiếp theo E56. E56 thì em có một cây mỏ lít, cũng dặn mỏ lít mỏng đó nè, của thương hiệu Lotter ha. Con này là UM30X ha. Cái miệng của mình nó mở từ 8 ly cho tới là 30 nha anh em, 8 tới 30 đó. Thiết kế như thế này nha. Đó, có khe này để anh em mình mở ốc, nó bị tuôn cái đầu ốc Lotter ha. Đó, cái này anh em mình thay thử về mình xài rất là ngon. Thì cái này nó dài được là 20 cm. Nó mở được là ốc 30 ha, từ 8 cho tới 30. Rồi con này mã số là E56 nha. E56 con này giá 130.000 ha. E56 này 130. E57 là một cây mỏ LED của Mỹ. À, một cây mỏ LED 200 nữa này. 200 thì cái độ mở ngầm của mình nó mở được 25 ly. À, của thương hiệu SK11 giao dịch nội địa Nhật này. Thép của mình là thép alloy steel luôn. Đó. Đây, thép alloy steel. Dài 20 cm, độ mới ngầm của mình là 25 ly. Rồi anh em nào thích cái con mỏ LED này, mọi người cho giúp em mã số là E57 ha, 100.000. Mở ngầm được 25 ly nha anh em, mở ốc 25 ly trở lại. E57 100. 58. 58 thì một cây mỏ lít của Mỹ nha anh em. Nó còn rất là đẹp luôn. Mới ha. Thanh nước xi rồi nó ngon lành nè. Đó, để mình sưu tầm. Hàng của Mỹ. Con này size 150 6 inch ha, made in USA. Đó. Đây, mua ngầm nên thấy bên trong rất đẹp nè. Đó, không có bị cắn cá gì hết ha. Đó, nên mình sưu tầm một cây mỏ lít Mỹ size 150 ha. Rồi anh em thích cây mỏ lít Mỹ này, siêu tầm ha. E58 150 ha. E58 150.000. 59 là một cây mỏ lít size 300. Đó, môi ngầm rồi còn đẹp này. Đó, đây, thấy không? Môi ngầm rất là đẹp. Thương hiệu của mình là thương hiệu Tone Japan nha. Size 300mm còn khá là đẹp. Tone do xuất xứ địa Nhật Japan. Rồi con này E59 nha. 230. E59 230.000. Rồi tiếp theo là một cây Quaitaro nha anh em. Một cây Quaitaro. Con này thì có thương hiệu hãng Lai ha, hàng nội địa Nhật. Đây, con này là Toro ren ngoài nha, M16 bức ren của mình là 2 ly. Đó. Toro ren ngoài và một cây cần quay rất là đẹp ha. Cái cần quay rất là đẹp. Thì cái con Quaitaro ren ngoài này á, nó dài tổng thể được là 32 cm nha anh em. Dài tổng thể được là 32 cm. Rồi con này mã số của mình là E60 nha. E60 con này giá 180 ha. Đây, E60 con này giá 180.000. Tiếp theo mã số 61. Vào cho mọi người một ít kìm mỏ quả. Thì con này là một con kìm mỏ quả của Top ha. Kìm có quả của Top. Đó.
đây còn đẹp nha anh em, nước xi đường này trắng non đến nà còn khá là đẹp. Thì cái này nó dài được là 25 cm nha, nó dài được là 25 cm. Con này mã số của mình là E61 nha, 130 ha, E61 con này giá 130 ha. Và 25 cm, cái độ mới ngàm của mình là tầm khoảng là 48 ly. E62 một cái kim mỏ quả của thương hiệu hắn top nữa. Con này thì nó có vỏ màu vàng ha, có vỏ màu vàng này top luôn ha, được xi được còn tráng đẹp, ren cỏ nó còn ngon lành ha. Dài 25 cm và nó mở ngàm được là 48 luôn ha. E62 con này giá 150 nha anh em. E62 150.000 ha. E62 150 ha. E63 thì em vào cho mọi người ít kìm này. Đầu tiên có hai kìm phe nha. Hai kìm phe này nó đều gấp phe ngoài hết ra. Đó. Rồi đầu tiên con này ha. Đây đầu mũi. Đó, con này đầu mũi như thế này ha, mũi thẳng nha anh em, mũi dưới thẳng. Đó, bốc vào đi ra hai kìm ở phe ngoài. Của thương hiệu Super nha anh em. Super Japan này. Con này là dòng CS1, mở từ 12 cho tới 30 ly, dài được 17 cm ha. Dài 17 18 cm á. Rồi con này 63 nha, 150.000. E63 ha, 150. 64 thì con này nó đẹp hơn anh em. Đây, đầu mũi đều đẹp hơn nè. Đó, cũng mở phe ngoài luôn, mũi thẳng luôn. Đó, hai con nó giống nhau nha. Đều là dòng CX1 mở từ 12 tới 30 của Super Japan hết ha. Rồi cái này còn đẹp giá 180 nha anh em. Đó. 180. Có lò xo bóp rất là sướng ha. E64 180.000. Tiếp theo. E65 một cây kìm cắt ha. E65 là một cây kìm cắt của thương hiệu Skywing. Đó, con này cũng còn rất đẹp ha. Mày kìm lăng o này, Skywing dấu dít nội địa Nhật Japan. Đó. À, lưỡi cắt không có bị mẻ gì nha. Vỏ nó còn ok. Đó. Cắt bao ngọt anh em ha. Cắt rất là ngọt luôn. Rồi cái kìm cắt này mã số của mình là E65 nha. E65 con này giá 110.000. E65 110. 66 cái kìm nhọn của thương hiệu hãng Fujiya. Đây, mã kìm đồ còn đẹp nữa anh em. Của Fujiya nha. Đó, dấu rít nội địa Nhật này. Đây, ren kìm đồ còn ngon lành nha mọi người. Đó, chi tiết phần vỏ kìm có cắn nhẹ tí thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Đây. Cắt ngọt anh em. Đó, lưỡi cắt rất là ngọt và 16 cm. E66 giá 80 ha. E66 giá 80. 67, con này là của Fujitaka ha. Đây con này thì Fujitaka này rất rất nội địa Nhật này đó. Mạch kim nó còn đẹp nữa anh em. Đó. Ren kim này ha. Vỏ trơn đẹp ha. Ha. Cắt rất là ngọt nha anh em. Cắt rất là ngọt, dài 16 cm ha. Con này giá 90 nha anh em. 90, vỏ đục còn đẹp. E67 90.000. E68 một cái kìm của thương hiệu hắn SK11 Shiver nha. Đó, SK11 dấu rít nội địa Nhật này đó. Có vài cái chấm cắn cắn nhẹ thôi, không có vấn đề gì ra. Mặt kìm đó. Này, ren kìm này. Dài 19 cm anh em, con này đựng cái nó dài 19 cm, vỏ rồi lành lặn nè. Ha. SK11 những con này là lưỡi cắt rất là bán nha. Đó, lưỡi cắt rất là bán. Rồi, con này dài 19 cm anh em, 19 cm gần một găng tay của em. 140 ha. 140. E68 140 ha. E69. 69 là một cây kìm của Mary. Này, sao xích nội địa Nhật này, cây kìm của Mary ha. Đây, vỏ của mình là vỏ dài luôn. Đó, vỏ dài cách điện ha. Đây, ren kìm nó có hơi mòn tí ha. Đó. Có vàng kẹp ốc. Trong cái này anh em mình xài được này ngon ha. Có điều ren kìm hơi xấu thế thôi. Lưỡi cắt ngọt khít này, không có mềm mẻ. Rồi dài 19 cm nha, con này em để giá 120. E69 nha. Mary 120.000. E70 thì giờ em bảo cho mọi người những chiếc thùng. Đầu tiên của mình là một cái hộp để anh em mình đựng khẩu, đựng đồ này nào nè. Đó, đây.
Đó, nay anh em mình đừng khẩu, bữa nay đừng cần tiếp rồi nó dài rồi này nồi này ha, hoặc là mình đừng ống vít chịu cũng được. Đó, nhỏ nhắn xinh sáng ha. Đây, khóa lại hai bên ha. Khóa lại ha. Rồi về kích thước thì chiếc hộp này nó dài được 31 cm ha, 31 cm. Chiều này nó dài được là 9 cm, chiều cao 45 ly. Chiếc hộp này nó tổng trọng lượng mình cân được là 6 lạng nha anh em, 6 lạng. Anh em mình thích chiếc hộp này mọi người cho giúp em mã số là E7 nha, E70. Chiếc hộp này là E70 ha. Giá 160. 160.000 nha. E70 160.000. E71. Cái thùng Tunbot ha, kiểu nóc nhà. Đó. Con này thì nó nặng 1 kg anh em. Con này nó nặng được là 1 kg. Đây. Nước sơn đồ còn rất là đẹp, màu sơn xanh tuần bót ha. Mở hai khóa hai bên, đây, màu sơn xanh cũng khá là đẹp nè. Khóa lại ha. Đó. Rồi con này nó dài được là 35 cm nha anh em, chiều dài là 35 nè, chiều ngang là được 15 ha. Chiều ngang là được 15 nè và chiều cao là được 10. E71 ha, E71 con này giá 220, 220.000 ha. E71, E72, 72 thì em có một cái thùng quân Toyo nữa. Đây, Toyo khá là dài nha, Toyo thì nó nặng được 1.2 kg nha anh em. Đó, Toyo nó nặng 1.2 kg, nặng hơn con kia tí. Đây, hãng Toyo này. Đây, về ngoại hình cũng còn khá là ok nha. À, phần tổng quan ngoại hình. Đó. Chung với con hàng 7 thì nó có phép tróc sơn nữa, tróc xi ha. Con này còn khá là đẹp luôn, cũng còn khá là ngon nha. Đó. Đóng lại ha. Nặng 1.2 kg, chiều dài con này nó dài được là 36 cm nha anh em. Đây. Nó dài được là 36 cm này. Chiều cao 10 cm và bề ngang là được 15 cm. Nặng ký 2 con này giá 250.000 nha. 250 E72 ha. E72 250. 73. Một cái thùng siêu bự luôn. Đây, cũng nóc nhà anh em thấy hai cái khác biệt hoàn toàn luôn. Cái này là thùng thông dụng, còn cái này là anh em thấy này, đó nó bự đùng luôn gấp mấy lần luôn ha. Đây. Đây về hình thức này, hai khóa hai bên, nước sơn của mình này nó xi cũng sơn nó cũng không có được mới lắm. Nhưng mà nước sơn là nước sơn zin. Đó, rất là bự nha anh em. Đó, này thì nó bị tróc sơn trên tráng này ha. Phần đáy. Đây, anh em mình về có thể sơn lại thôi. Còn không mình thích cái hàng nó hàng nguyên zin thì mình để mình xài cũng được, không có vấn đề gì ra. Đó, còn ngon lành nha anh em. Đó. Ngon lành luôn. Toyo này made in Japan luôn này. Ha. Một cái thùng bự nha anh em, lâu lắm mới có được một cái thùng bự nha. Con này nó nặng tới là 3 kg anh em. 3 kg nha, nó nặng gấp đôi mấy thùng kia luôn á. Đó. Rồi, chủ yếu là cái kích thước nè. Con này nó siêu to luôn. Nó dài được là tới 52 cm nha anh em. Đó, nó dài tới 52 cm này, thường thường những dùng kia nó dùng có dài 36 thôi, con này nó dài ra tới 52 này. Rồi về cái bề ngang. Bề ngang nó tới 20 nè anh em. Đó. Bề ngang tới 20 ha. Và cái phần chiều cao. Chiều cao thì nó được là 17 nè. Những con kia nó dài có 10 thôi, nhưng con này nó rất là bự nha, 17. Đó, anh em mình đã thích cái thùng bự này. Thích cái thùng Toyo bự này, mọi người mình chốt giúp em con này mã số là E73 nha, con này giá 400. Nặng 3 kg nha anh em, nặng 3 kg là giá 400.000. E73 ha, 400. 74, một cái thùng Marvel 2 tầng. Rất là dài nha, con này nó nặng là 3.5 kg anh em. Nặng kinh khủng luôn. Đó, nó nặng 3.5 kg nha. Đó, nó nặng còn hơn cái con Toyo kia nữa. Lá tôn của thằng Marvel này nó làm rất là dài nha. Này cái hãng này là làm rất là dài, nó nặng 3.5 kg. Và thùng này thì nó cũng dài nha, nó dài được 41-42 cm á, nên là nó nặng. Rồi bên trong thì bên trong nó có xét nha anh em. Đó, bên trong nó có xét sơ nè, về anh em mình có thể sơn lại ha. À, về có thể mình sơn lại, còn không thì mình để mình dùng cũng được. Em có lau nhớt lên rồi, dầu nhớt lên rồi ha. Đó, chung là nó có xét rồi nha anh em. Nhưng mà về sơn lại rồi rất là ngon. Rất là dài nha, con này đặc biệt nó dài, dài trong cái đám này nó dài nhất.
nên là nó nặng tới là 3,5 kg lận. Hai tầng đó, sách đi, nói chung là ngoại hình bên ngoài nước sơn là còn ok này. Nó phần đáy thì nó hơi cũ tí này, biểu thêm mình sơn lại. Còn tại vì bên trong mà người ta đâu nhìn đâu ha, người chủ yên nhìn bên ngoài, bên ngoài thì đẹp này, có khá là ok. Rồi dài là 41 nè anh em, đó, nó dài được là 41 sang nè, bề ngang là được 17 sang nè, và chiều cao của mình là nó được là 16 nè ha. Con này mã số của mình là E74 nha, E74. Rồi con này em để giá 400 luôn ha, E74 400.000 luôn. 75 là một cái hộp của Toyo nha, của Trusco chứ, một cái hộp của Trusco. Đó, đây mình hộp mình cho Nhật, anh em mình đựng máy và đựng đồ nghề cũng được. Đó. Thì con này nó cũng nặng được là 1,6 kg nha anh em, nặng 1,6 kg. Đây, hai có hai bên này. Đây. Bên trong thì nó cũng có xác xác này nè. Xác xác như thế này ha. Đó. Made in Japan nha, này. Made in Japan này. Vì có thể mình sẽ sơn lại tên tí. Nặng ký 6 ha, của Trusco. Rồi cái hộp này thì nó có kích thước tổng chiều dài 37 ha. Chiều ngang là được là 22 nè. Chiều cao của mình thì nó được là 9 cm. Rồi có mét in Japan ở ngoài nha anh em. E75 nha, E75 chiếc hộp này 280.000 nha, mã số là E75. E76 là một cái hộp đựng ốc vít nha anh em, một hộp đựng ốc vít của thương hiệu Rinta. Đó, chiếc hộp này cũng khá là bự nha, nó nặng được là 1,8 kg ha. Chiều dài 36, chiều ngang 20 và chiều cao là được 6 cm ha. Này nó chuyên đựng ốc vít rồi này nọ nè, nó có những cái khay ngang bên trong ha. Đây hộp màu sơn cũng còn rất là ok nha anh em. Đây. Đây thì bên trong nó sẽ có những mấy cái khay nhựa này đó anh em ha, mấy khay nhựa. Có cái con này thì nó bị bể bên trong ha, bể nhưng mà không sao, mình về thì dán lại mình đựng ốc vít thì không vấn đề ha. Những cái ngang này nếu mà anh em mình mua lẻ tầm khoảng 20-30 nghìn một cái ha, của hãng Rinta luôn nha, bằng nhựa nha, nhựa ABS này, trang này nó tầm khoảng là 10 cái rồi ha, của Rinta này. Đó. 4 cái ngang bự ha, cái ngang bự của Rinta. Rồi thêm mấy cái hộp nhỏ nữa nè ha, đều là của Rinta hết nha anh em. Đó, Rinta ngôi sao này. Đó, thì cái hộp này đầy đủ học luôn nha. Nó có một cái miếng mốt này nè, miếng mốt này nó để chặn những cái ngang này, nó không cho khi mà mình xách đi di chuyển đó, từ ngang này nó không qua ngang kia ha. Đó. Rồi anh em là thích cái hộp đựng ốc vít này, mọi người mình cho giúp em mã số là E76 nha. Chiếc hộp này giá 450.000. E76 450. Rồi E77 cũng là cái mã số cuối cùng trong clip này ha. Đó là một cái thùng đồ nghề của thằng Banzai. Thùng này nó rất là nặng ha. Đây. Thùng này nó nặng được là 3,6 kg luôn nha anh em. Đó, thùng này nó nặng là 3,6 kg luôn. Ở về ngoại hình thì bên ngoài mọi người đã thấy rồi ha. Đây, của hãng Banzai nha. Banzai thì cái đồ nghề nó khá là nặng này. Đó. Đây. Hình thức bên ngoài. Đấy. Vì có thể mình sơn lại hoặc mới, hoặc là mình để hàng nguyên zin nhà mình xài cũng được. Đây, bên trong thì nó sẽ có cái ngang như thế này, một cái khai ha. Nên mình đừng tiếp, đừng khẩu đồ, đừng cờ lê ở trên này. Đồ dưới mình đừng mó lết những cái dụng cụ kìm búa ở đó, bự ha. Hai ngang, đó, hai cái khai ha. Vào, ha, đóng lại ha. Thùng này nó rất là dài nha anh em, rất là dài luôn. Nó nặng lên đến là 3,6 kg ha, 3,6 kg. Để đóng chiều nha anh em. Đây, đó. À, đóng chiều nó mới lọt vô. Rồi, nặng 36. Anh em nào thích cái thùng này thì em Thắng sẽ đo kích thước cho mọi người luôn. Chiếc hộp này nó dài được là 38 cm này, ha, dài được 38. Chiều ngang là được 20 và chiều cao thì cũng là được 14 nha. Đó. Rồi con này mã số của mình là E77 ha. E77 con thùng này giá 488 nha. E77.
480.000 ha. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.